Bộ âm thanh của Pioneer 8800 so sắt gồm âm ly và radio mang tính chất trưng bày, giá 6 triệu đồng bao ship cho anh em. Xin chào anh em, cửa hàng mới về một bộ Pioneer 8800 trơn. 8800 trơn thì nó chạy sò sắt, còn 8800 mắc đôi thì chạy sò than. Cửa hàng chuẩn bị lên sóng, mời anh em cùng theo dõi. Hàng bãi zin và đẹp xuất sắc luôn. Quý khách hàng có thể thấy là hai con này nó có cả cái hai cái tem giống với nhau nên nó rất đồng điệu. Đó. Thớt trên là thớt radio. Nói chung nó mang tính chất trưng bày, giá 1 triệu rưỡi. Còn thớt dưới đó là thớt âm ly SA8800. 4 triệu rưỡi. Tổng hai sản phẩm này là 6 triệu đồng. Anh em mua lẻ cũng bán. Bề ngang 42. Mặt phay nhôm đẹp xuất sắc không tì vết anh em nhé. Nhấc thớt radio ra trước để anh em có thể nhìn rõ thớt âm ly. Chút nữa cửa hàng sẽ test cả bộ. Đó, âm ly mặt phay nhôm sáng bóng luôn. Và quan trọng là cái núm này nó còn rất đẹp anh em ạ. Rất đẹp luôn cái núm. Thường thì cái núm này nó sẽ bị bong chóc ra hết. Như đây nó còn rất đẹp luôn. Âm ly thì có đầy đủ tính năng cơ bản, đó là bát chép, hai núm vận chỉnh bát, hai chỉnh chép, tông nhạc phải gạt xuống, cắt tần, đó. Đánh hai cầu AB, A cộng B. Các đường vào âm thanh rất nhiều, chạy 4 sò sắt. Con này bên trong rất mới. Cầu chữ U, nước sơn đằng sau anh em có thể thấy nó rất bóng loáng luôn. Loa trên, loa dưới 4 đến 3 hạ 16. Số series là bao nhiêu đây? 243. 243, 100V, 100W. Anh em lưu ý nhá, 100W đây là công suất tối thiểu con này. Còn công suất tối đa con này là 310W thì phải. Hay là 280W, không nhớ nhầm. Chút nữa tôi có thể cho anh em xem thông số sau. Bộ này nếu anh em lấy cửa hàng bao ship cho anh em nha. Giá âm ly là 4 triệu rưỡi bao ship. Thớt radio là 1 triệu rưỡi bao ship. Cả bộ là 6 triệu bao ship. Bộ này anh em mới trưng bày thì hết ý luôn. Bởi vì hiếm khi nó có cái thớt này mà nó trùng với thớt này. Trùng cái tem này anh em này. Đó. Nó là một điểm nhấn cho một sản phẩm để anh em nghe và trưng bày. Đẹp long lanh, góc cạnh, mặt tiền phải nói là siêu đẹp luôn hai con này. Thông tin như trên tấm biển màu đỏ anh em nhé. Điện 100, cầu AB, A cộng B, trở kháng từ 4-16. Con âm ly này, cái dòng SA thì nó ghi công suất nhỏ nhất là 100V, 100W. Còn công suất tối đa con này là 280W hay là 310W, không nhớ rõ. Có cầu chữ U, chức năng bao dề. Nước sơn đằng sau anh em có thể thấy nó rất mới luôn. Loa bass 30 đánh cực kỳ có lực luôn. Cái dòng 8800 trơn này đánh sò sắt nên tiếng trống rất phê. Rất phê anh em ạ. Tiếng trống nó hay hơn con 8800 mắc đôi. 8800 mắc đôi sò than 4 triệu rưỡi. Còn con trên là 1 triệu rưỡi thớt radio. Mang tính chất trưng bày thôi anh em nhá. Đặt vào nó đồng bộ và nó có đèn sáng.
Đèn này thì nó chỉ báo thôi chứ nó không vẩy đâu anh em nha, bởi vì nó không phải là đèn công suất. Anh em phải hiểu vậy. Con này thì đánh được rất nhiều loại loa, kể cả loa Nga, dòng S90 này, à dòng 808 này này. Ngoài việc loa Nhật đánh vào những đôi Pioneer, Diatone, Onkyo, Yamaha, Sony, Sansui, còn đánh được các dòng loa Bow và loa Mỹ cổ. Tiếng nó lực. Sông không chảy, sông chảy vào lòng miền Huế rất sâu.